Em cái hóa trị một đi. Được rồi. Ví dụ thằng nào nè. Na nè. Ca nè. Hero à. Luôn, cho hero luôn. Hero hóa trị một. Nhóm OH, nhóm NO3. Nhóm OH nè, đúng rồi, nhóm NO3 đó, chuẩn men ạ. À. Lộn chủng cơ men quá. Rồi. Em không nhớ tiếp coi. Rồi sắp trăm ngàn, trăm người cho em. AG. A gì? AG. Nhớ kim loại thôi, nhớ kim loại đi. Rồi. Hết chưa? Hết tạm rồi. Thuộc những cái này đi nha. Đó, tiếp hóa trị 2. Trời ơi, sắp chập rồi rồi, trăm mơ, trăm lá mơ rồi. Trời ơi, CA nè. Mọi người ơi, ngàn người xem, tát tao bút vô đây. Mọi người chia sẻ thôi. Chia sẻ cho nó. Rồi, con thuộc rồi nè. Hóa trị 2. 3, CA. 3, cái gì? 3. 2, 3. Đúng rồi, nhớ giùm. Cái thằng đó đặc điểm riêng á. Rồi tiếp lẹ. Nhân lên. Nhân lên. B-B. Còn cái nữa. B-B. Rồi B-B. N-I. À, đâu. Không, N-I đừng có nhớ S-N. Đó. S-N. S-N. Thôi đừng nhớ nó luôn. Lâu lâu nhớ rồi. Tại cái thằng đó. Ủa, lâu lâu mới dùng. Ủa, cái nọ này trong giấy gì vậy? Thì cái đó lâu lâu là nói lâu lâu nhớ thôi. Sâu. Đúng rồi, cái này quan trọng đó. Đó, nữ khoái. Tiếp. Sâu quá, mất tiêu rồi. Mau lên, để cái xuống. Còn cái nữa. Nói chậm quá, nói dở quá, đi cái xuống phải xuống người còn xem bây giờ. Cái nữa. Thôi, nữa. Nhớ vậy đi, tạm nhớ đi. Hóa trị 3. Hóa trị 3 là ít nè. Máy. A. L. A, L. Tiếp. E. F. E. Hóa trị 4 nhớ nè. Tiếp. Hết rồi. Còn không? Hết rồi. Rồi, nhớ vậy đi. Còn hóa trị 4 thì nhớ giùm em. C. Đúng rồi, nó là ưu tiên hàng đầu. Ờ, hóa trị 2 còn thằng nữa. Nhớ thêm chữ ô nữa. Chốt chưa? Rồi bắt đầu nè, nhìn kỹ nè. Đây là nói về cách xác định.